Vâng, mình chào các quý anh em trên kênh YouTube của shop Zipman. Trên tay mình đây là một chiếc Zippo thuộc cái dòng Zippo phổ thông anh em nhé. Cái này thì shop đã giới thiệu rồi và hàng thì đã hết cách đây tầm khoảng gần 4 tháng gì đấy. Và bây giờ nó về thêm anh em nhé. Thì mình làm clip lại mình thông báo cho anh em là hàng đã về anh em nhé. Để những anh em nào mà biết đặt cái này thì anh em có thể alo cho shop nhé, tại vì là có một số anh khách dặn shop là hàng về alo cho shop nhưng mà shop cũng không nhớ là số điện thoại của khách. Bây giờ làm lại cho anh em xem nhé. Thì cây này đây, nó hết sức là đơn giản thôi. Nó có một màu vàng óng như thế này, chủ đề của nó là Zippo Made in USA anh em nhé. Và cái mã số của sản phẩm này là shop có ghi trên này này, ZD4 này. Anh em cần thông tin về cây này hoặc là lấy luôn cây này thì alo cho shop bảo tôi muốn lấy cây này, mã số ZD4 thì shop sẽ gửi cho anh em nhé. Nó được đựng trong cái hộp hộp giấy và kích thước của nó thì cũng như bao nhiêu chiếc Zippo khác anh em nhé, nó không có gì khác cả nên là mình sẽ không đo có cái kích thước nữa anh em nhé. Chất liệu cây này là bằng đồng solid brass anh em nhé, cho đồng thau nguyên khối. Nó khác với đồng solid copper, copper là đồng đỏ, còn đồng này là đồng vàng. Thì như anh em có thể nhìn thấy trên video này, cây này nó có một cái màu vàng rất là đẹp luôn. Đấy. Như là một thỏi vàng luôn anh em nhé. Đấy. Và trên cái chủ đề này thì cái đường này này, nó khắc lõm vào anh em nhé, khắc ăn mòn axit. Nó chìm xuống cái hình này để làm cho nối cái chữ Zippo và chữ Made in USA lên. Đấy. Mình nói qua về cái chủ đề này chút nhá. Bên trên có chữ Zippo ấy là cái tên của nó anh em nhá, Made in USA, tức là được sản xuất tại nước Mỹ anh em nhá. Đấy, kiểu nó như thế. Và nó đánh nhám lì anh em nhá. Đấy, mặt sau thì cũng tương tự màu vàng như thế, cũng nhám lì như thế. Còn bốn cái đường viền này. Đấy, bốn đường viền này thì được đánh bóng anh em nhá. Đơn giản mà rất là đẹp. Cây này thì ngày trước mình cũng có dùng một cây rất là bền luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ zoom cái bán lề cho anh em xem. Đây, cái bán lề nó như thế này này, kín. Bán lề có 5 chấu anh em nhé, 5 chấu kín và đều, hai mối hàn đây. Bên trên thì đây, nắp đây, một màu sáng óng. Cái này thì cầm xăng tốt anh em nhé, cầm xăng tầm khoảng tầm 5 đến 7 hôm. Đấy, rất là bình thường luôn. Thì nó rất là bền, cái này thực sự là rất là bền. Nhưng mà anh em dùng là cẩn thận để khéo nó bị rơi rớt anh em nhé. Nó rơi rớt thì nó móp đi là rất là phí. Ok, bây giờ mình sẽ bóc tem cho anh em xem. Đây, mặt sau nó như thế này đây anh em ạ. Màu vàng đây anh em nhé, vàng óng luôn. Cây này thì hiện tại trên thị trường là rất ít nơi bán anh em nhé, rất ít nơi bán. Còn nếu như mà có thì chẳng nữa thì cũng giá cũng tầm khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Đấy, cây này thì tiếng kêu đây anh em nhé. Cái tiếng kêu thì tùy từng dòng thì tiếng kêu nó sẽ khác nhau. Và mình kiểm tra nhỉ, cái nắp này rất là cứng cáp anh em nhé, ít có bị dơ. Tất nhiên là Zippo nó phải dơ một chút thì nó mới kêu được, nhưng cây này ít bị dơ anh em nhé, nó không có chuyện là dơ kiểu như răng ông lão anh em nhé. Bên trong đây mình zoom lên cho anh em xem, bên trong thì nó có một màu vàng đây anh em nhé. Đôi khi là bên trong nó cũng có lem lem màu đen đen bên trong là rất là bình thường. Đấy, do nhà máy nó sản xuất ra như vậy rồi và do cái đặc tính của đồng. Như trong video đây thì anh em có thể thấy là vỏ với ruột cây này có trùng năm 21. Đấy. Còn cái chữ cái A, B, C, D ấy, là sản xuất là thường là lịch tháng anh em nhé. Tại vì ruột sản xuất ở một dây chuyền, vỏ sản xuất ở một dây chuyền, hai dây chuyền khác nhau. Và cái ruột thường là được sản xuất nhiều hơn anh em nhé, nhiều hơn cái vỏ để người ta bảo hành cho cái Zippo này. Đấy. Và công ty nó sẽ bán cái ruột này ra và những người khác sẽ mua cái ruột anh em nhé. Công ty Zippo này, anh em lưu ý cho một điều nhé. Công ty Zippo họ sẽ không bán lẻ bánh xe này, không bán lẻ cái búa này, không bán lẻ lưỡi gà và không bán lẻ cái cổ đá này anh em nhé.
tất cả là họ sản xuất ra cái ruột này như thế. Còn nếu mà anh em mà làm hỏng thì gửi đến cho họ, họ bảo hành cho anh em. Hoặc là nếu anh em ở xa, ví dụ như mình ở Việt Nam thì mình gửi đi đâu, thì gửi lên cho cái chỗ mà anh em mua hàng anh em nhé. Thì những cái nơi mua hàng họ sẽ mua những cái ruột này để họ lấy đồ họ thay cho anh em nhé. Đấy, nên là ruột Zippo sẽ sản xuất nhiều hơn vó để bảo hành là như thế, nên là cái tháng là lệch nhau là bình thường, hết sức bình thường. Ruột này là bằng thép chuyên dụng không dỉ, có màu vàng. Cố đá thì đây đấy anh em nhé, cố đá cao tròn đều và cái đường bo thì rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Bánh xe thì cắt xéo sâu anh em nhé, cắt xéo sâu châm xăng vào đây. Cây này thì mình đã từng có dịp mình dùng rồi, tầm xăng tầm khoảng 5 đến 7 hôm, nhưng mà mình dùng mình ít hơn, mình ít dùng hơn đấy, nên là cầm xăng nó còn tốt hơn nữa, và mình biết cách dùng ấy. Mình lấy cái miếng ni lông mình bọc lại thì nó cầm xăng nó còn tốt hơn nữa anh em nhé. Ok, hiện tại thì cây này shop sẽ ship COD anh em nhé, hàng đến nơi rồi anh em kiểm tra hàng đúng hàng như trong video rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi, nên là anh em yên tâm đặt hàng nhé. Anh em muốn đặt cây này thì nhanh tay alo cho shop, cái mã số sản phẩm là ZD4 anh em nhé, ZD4 màu vàng. Ok, giá hiện tại cây này trên thị trường anh em mua có thể là trên dưới 1 triệu anh em nhé. Ngày xưa cách đây mấy năm mình bán giá là 850.000 anh em ạ, và bây giờ nó có thay đổi điều chỉnh giá một chút anh em nhé, là bây giờ giá là 890.000, tức là tăng lên 40.000 thôi, chỉ 40.000 thôi anh em nhé. Mình đảm bảo là cây này là ở shop Shipman là một trong những shop mà bán rẻ nhất Việt Nam luôn về cái cây này luôn. Cây này thực ra nó là kiểu như là sản phẩm phếu anh em nhé, chim mồi ấy, để cho anh em mua dùng thử, nếu mà bền thì anh em lại mua cái khác để sưu tầm. Ok, anh em cần thêm thông tin gì thì cứ lên Google nhé, gõ chữ zipman.vn nhé là ra website của shop. Vâng, kính chào tạm biệt, bye bye.